Gần đây, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã gây chấn động khi bất ngờ xóa bỏ 5 MV từng đóng chung với Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa họ. Trước đây, Vũ Luân và Hồng Loan rất thân thiết. Đặc biệt, sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, Vũ Luân không chỉ bảo vệ Hồng Loan trong cuộc tranh chấp tài sản căng thẳng với Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ, mà còn hỗ trợ cô về tinh thần và tài chính. Tuy nhiên, sự tương tác giữa họ trên mạng xã hội giảm dần và hành động xóa MV đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Thêm vào đó, câu chuyện về việc Hồng Loan trả tiền mua bàn thờ cho Vũ Luân nhưng bị anh từ chối càng khiến dư luận xôn xao. Vậy, những sự kiện này nói lên điều gì về mối quan hệ giữa Hồng Loan và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân trong bối cảnh vụ tranh chấp tài sản ông Hoàng cải lương Hồ Quảng đang ở giai đoạn cao trào? Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Nghi vấn rạn nứt giữa Hồng Loan và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân giữa ồn ào tranh chấp tài sản. Vừa qua, thông tin Vũ Luân bất ngờ xóa 5 MV từng đóng chung với Hồng Loan đã làm dậy sóng cộng đồng mạng và gây ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người. Trước đây, Vũ Luân và Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, có mối quan hệ thân thiết, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, đặc biệt là trong giai đoạn sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời. Vũ Luân từng sống chết bảo vệ Hồng Loan trong cuộc tranh chấp tài sản với Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, hành động xóa các MV và sự tương tác giảm dần trên mạng xã hội đã đặt dấu hỏi lớn về sự thay đổi trong mối quan hệ này. Gần đây, cư dân mạng lại truyền tay nhau nội dung trao đổi giữa nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Hồng Loan liên quan đến việc tiền bàn thờ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Những động thái này đã khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Hồng Loan có thể đang gặp phải những áp lực không thể chia sẻ, dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có với Vũ Luân. Ngược lại, một số ý kiến khác lại đặt nghi vấn về động cơ thực sự đằng sau những status đầy ẩn ý của Hồng Loan. Nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Vũ Luân và Hồng Loan đang trải qua giai đoạn khó khăn và đầy biến động. Sự im lặng từ Hồng Loan và những động thái của Vũ Luân trên mạng xã hội đã gây ra nhiều đồn đoán và thắc mắc. Dù nguyên nhân thực sự của sự rạn nứt này chưa được rõ ràng, nhưng rõ ràng rằng cả hai đều đang chịu áp lực từ nhiều phía. Liệu họ có thể giải quyết được những hiểu lầm và trở lại mối quan hệ như xưa? Thời gian sẽ trả lời, nhưng chắc chắn rằng cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng cho cả hai. Ngay thời điểm này, Hồng Loan đăng một status đầy ẩn ý. Em xin cảm ơn anh đã đến với em và cho em biết thêm nhiều về cuộc sống. Thật sự, em không biết tại sao anh lại rời đi trong im lặng, nhưng em luôn trân trọng cái tình, cái nghĩa anh đã cho em. Em xin cả nhà đừng tấn công anh nữa, dù gì anh cũng là anh của em. Status này nhanh chóng gây chú ý và làm bùng nổ thêm những tin đồn về sự rạn nứt tình cảm giữa Hồng Loan và Vũ Luân. Nam nghệ sĩ không khỏi ngạc nhiên và ngay lập tức nhắn tin hỏi Hồng Loan liệu status đó có dành cho mình không, nhưng chỉ nhận lại biểu tượng khóc từ cô. Không dừng lại ở đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân quyết định đăng một status dài để làm rõ sự việc. Trong bài viết, anh đặt nhiều câu hỏi và bày tỏ sự bất ngờ. Em gái thương, anh vừa thấy bài viết của em đăng anh rất ngạc nhiên. Anh không hiểu việc gì đang xảy ra giữa anh và em, mà đến nỗi em phải buồn. Anh đang làm gì sai hả em? Anh em mình đã cùng bên nhau chia sẻ vui buồn từ lúc ba mình còn sống. Khi ba mất, anh là anh hai, nên thấy em khó khăn điều gì, anh luôn chia sẻ động viên, giúp đỡ. Này chuyện gì xảy ra đến mức phải nghi ngờ tình anh em mình vậy em? Tuy nhiên, phản ứng của Hồng Loan vẫn là sự im lặng, để lại Vũ Luân và cả cộng đồng mạng trong trạng thái bối rối và đầy thắc mắc. Những động thái này đã khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Hồng Loan có thể đang gặp phải những áp lực không thể chia sẻ, dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có với Vũ Luân. Ngược lại, một số ý kiến khác lại đặt nghi vấn về động cơ thực sự đằng sau những status đầy ẩn ý của Hồng Loan. Trong khi sự việc này vẫn chưa đi đến hồi kết, Hồng Loan vẫn tiếp tục với cuộc sống và công việc của mình. Ban đầu, cô chỉ muốn mở một quán ăn nhỏ và livestream bán hàng để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, những biến cố đã khiến cô phải thay đổi kế hoạch và chọn nhiều ngã rẽ mới. Gần đây, Hồng Loan đã thành lập một thương hiệu làm đẹp và nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Sự chuyển hướng này cho thấy Hồng Loan đang cố gắng tìm kiếm sự ổn định và thành công ngoài ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, những căng thẳng gần đây với Vũ Luân chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ đối với cô.
Sau những ồn ào, Hồng Loan chỉ muốn một cuộc sống yên ổn với công việc bình thường. Ban đầu, cô chỉ muốn mở quán ăn nhỏ, livestream bán hàng để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sau này, Hồng Loan có nhiều ngã rẽ hơn, cô thỉnh thoảng có những lời mời biểu diễn. Thời gian gần đây, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh còn thành lập thương hiệu làm đẹp và nhận được sự ủng hộ. Quyền lợi của những người liên quan trong vụ tranh chấp tài sản cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Căn cứ vào quy định pháp luật về thừa kế hiện hành, bà Võ Thị Hồng Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất, trong khi mẹ con bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng thuộc hàng thừa kế thứ hai. Như vậy, trong trường hợp này, bà Võ Thị Hồng Loan là người được ưu tiên thừa kế di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trước tiên. Bà Võ Thị Hồng Loan đã yêu cầu tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn và chấp nhận yêu cầu phản tố của bà về việc buộc mẹ con bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Điều này dựa trên việc bà Hồng Loan là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và có quyền thừa kế di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh theo pháp luật. Mặc dù bà Võ Thị Hồng Loan có quyền thừa kế ưu tiên, tuy nhiên việc tranh chấp vẫn có thể xảy ra nếu phía nguyên đơn mẹ con bà Hồng Nhung cho rằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ của bà Hồng Loan với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là không hợp pháp. Trong tình huống này, tòa án sẽ phải xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng từ cả hai phía để đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong bối cảnh hiện tại, bà Võ Thị Hồng Loan là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và có quyền thừa kế di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh theo quy định pháp luật. Mẹ con bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng thuộc hàng thừa kế thứ hai và sẽ chỉ có quyền thừa kế nếu không còn ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc nếu bà Hồng Loan không có quyền thừa kế. Việc giải quyết tranh chấp này phụ thuộc vào sự đánh giá và phán quyết của tòa án dựa trên các bằng chứng và quy định pháp luật hiện hành. Trước đó, vụ kiện liên quan đến tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý giải quyết từ tháng 6 năm 2023. Vụ kiện này thu hút sự quan tâm lớn của dư luận vì liên quan đến di sản của một nghệ sĩ nổi tiếng. Theo đơn khởi kiện, bà Võ Thị Hồng Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bao gồm hai thửa đất số 87, 88 và căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cho bà và ông Võ Thành Nhiêu. Đến tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý đơn phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã tiến hành các thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu của các đương sự. Cuối tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã tiến hành các thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu của các đương sự. Cuối tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung, yêu cầu hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và hủy giấy khai sinh do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Võ Thị Hồng Loan. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển lên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Đến tháng 6 năm 2024, thẩm phán Châu Thị Điệp được phân công giải quyết vụ tranh chấp này. Vì sao Hồng Nhung yêu cầu giám định chữ ký của anh trai, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh? Theo luật nuôi con nuôi năm 2010, việc nhận nuôi con nuôi phải được thực hiện theo một trình tự và thủ tục nhất định, bao gồm việc lập văn bản giao nhận con nuôi có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận con nuôi. Việc giám định chữ ký trên giấy giao nhận việc nuôi con nuôi có thể xác định xem quy trình này có được thực hiện đúng quy định hay không. Nếu chữ ký trên giấy giao nhận việc nuôi con nuôi là giả mạo, việc nhận con nuôi có thể bị coi là không hợp pháp và quyền lợi của bà Hồng Loan có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này sẽ dẫn đến việc các tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh phải được phân chia lại cho những người thừa kế khác theo quy định của pháp luật. Ngoài giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, việc giám định chữ ký trên giấy khai sinh cũng rất quan trọng. Giấy khai sinh là văn bản xác nhận mối quan hệ huyết thống và quyền thừa kế.
nếu chữ ký trên giấy khai sinh bị xác định là giả mạo, quyền lợi thừa kế của bà Hồng Loan có thể bị tước bỏ. Việc giám định chữ ký của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong các giấy tờ quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết tranh chấp thừa kế giữa bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Võ Thị Hồng Loan. Kết quả giám định sẽ là một cơ sở pháp lý quan trọng để xác định tính xác thực của các tài liệu liên quan, từ đó giúp tòa án đưa ra phán quyết công bằng và đúng đắn. Việc này không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết tranh chấp tài sản. Quá trình giám định chữ ký thường bao gồm việc so sánh các mẫu chữ ký trên các tài liệu cần giám định với các mẫu chữ ký gốc của người ký. Trong trường hợp này là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Các mẫu chữ ký gốc có thể được lấy từ các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa cố nghệ sĩ với các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt quan trọng là những chữ ký trên các giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chữ ký trên các văn bản giao dịch ngân hàng, giấy tờ nhà đất, các tài liệu lưu trữ tại các cơ quan quản lý văn hóa nghệ thuật, các đoàn cải lương nơi cố nghệ sĩ từng làm việc. Ngoài ra, các chữ ký trên các bút tích được công nhận công khai, chẳng hạn như dòng cảm xúc mà Vũ Linh để lại tại vườn hồng của ông Tư Tôn vào ngày 28 tháng 8 năm 1985. Việc giám định được thực hiện bởi các chuyên gia giám định tư pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực giám định chữ ký. Các kết quả giám định sẽ được trình bày trong một báo cáo giám định là một chứng cứ quan trọng trong quá trình xét xử. Kết quả giám định chữ ký sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc phân xử vụ án. Nếu kết quả giám định cho thấy chữ ký trên các giấy tờ là giả mạo, bà Hồng Nhung có thể yêu cầu tòa án tuyên bố các giấy tờ này vô hiệu và hủy bỏ quyền thừa kế của bà Hồng Loan. Điều này có thể dẫn đến việc tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được phân chia lại theo quy định của pháp luật về thừa kế mà không bao gồm bà Hồng Loan. Ngược lại, nếu kết quả giám định chữ ký là thật, yêu cầu của bà Hồng Nhung sẽ không có cơ sở và tòa án có thể quyết định duy trì quyền thừa kế của bà Hồng Loan. Điều này sẽ đảm bảo rằng tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được phân chia theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, bao gồm bà Hồng Loan như là người thừa kế hợp pháp. Hồng Loan bị nghi ngờ không phải con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thời điểm sự việc kiện tụng tranh chấp tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh vừa mới diễn ra, thì kết quả xét nghiệm DNA con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan vẫn nhận về luồng dư luận trái chiều. Theo đó, ngoài việc vướng vào vụ tranh chấp tài sản với mẹ con nghệ sĩ Hồng Phượng, em, cháu ruột cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan còn bị nghi ngờ không phải con gái cố nghệ sĩ. Những căng thẳng và tranh cãi xung quanh vấn đề DNA không chỉ gây áp lực lớn cho Hồng Loan mà còn làm xáo trộn cuộc sống của cô. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ những người thân và bạn bè, Hồng Loan vẫn kiên định và hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết để cha cô có thể an nghỉ. Hồng Loan chia sẻ, cha tôi chưa từng đề cập đến chuyện này và tôi cũng chưa từng nghe về nó. Cho đến ngày cha qua đời, tôi bỗng dưng bị nói chỉ là con nuôi. Tôi muốn biết mình là con nuôi hay con ruột. Dù đã nhiều lần lên tiếng, nhưng sự việc Hồng Loan là con nuôi hay con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn là đề tài gây tranh cãi. Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng khẳng định đã thực hiện giám định DNA để xác minh Hồng Loan chính xác là con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, kết quả giám định chưa được công bố chính thức nên dư luận còn khá nhiều nghi ngờ, đồn đoán. Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết, với tình nghĩa và mối quan hệ thân thiết với Hồng Loan, anh đã giúp cô thực hiện công đoạn xét nghiệm DNA để xác minh mối quan hệ gia phả cho Loan. Nam ca sĩ cho biết, việc xét nghiệm DNA đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùm Bùm, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay, thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Không chỉ Nguyên Vũ, đại diện phát ngôn của Hồng Loan là Diệu Ni cũng khá chắc chắn về kết quả xét nghiệm DNA của Hồng Loan. Từ những chia sẻ này, cư dân mạng ngầm hiểu Hồng Loan chính là con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Giám đốc Trung tâm Phân tích DNA và Công nghệ Di truyền, bà Nguyễn Thị Nga, đối với trường hợp anh em xét nghiệm xem có cùng cha mẹ không thì chỉ cần hai người. Nhưng nếu là con gái nhận bố mà ông bà nội không còn thì cần làm xét nghiệm với ít nhất với bốn người anh em của bố.
Trong trường hợp cụ thể là cố nghệ sĩ Vũ Linh thì nên đưa cả 5-6 anh chị em của ông Vũ Linh đến để lấy mẫu xét nghiệm với Hồng Loan. Như thế, kết quả sẽ chính xác 99,9999%. Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga cho biết, các đương sự cần đến trung tâm DNA để được lấy mẫu. Nếu ai ở xa, có thể gửi 5 sợi tóc, có chân tóc. Nếu chỉ xét nghiệm 2 người thì chỉ có 25% có khả năng tìm ra, chứ không phải 25% độ chính xác. Tôi đã làm việc với rất nhiều tòa án Hà Nội, tòa án thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện tụng cần có kết quả xét nghiệm DNA nên hiểu rất rõ. Có trường hợp làm 4 người không ra nhiễm sắc thể mà phải lấy mẫu của cả gia đình và đến người thứ 5 mới ra kết quả. Hồng Loan bức xúc khi đời tư của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bản thân bị đem ra bàn tán. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3, sóng gió lập tức ập đến với Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ. Hồng Loan trước những thị phi đã bày tỏ mong muốn những ồn ào xoay quanh vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh sẽ sớm khép lại vì chúng ảnh hưởng đến danh tiếng của cha cô. Cô chia sẻ, mọi chuyện xảy ra không ai muốn. Và tôi lại càng không muốn điều ấy vì biết rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cha mình. Tôi thấy xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện không hay, lời qua tiếng lại. Và bây giờ, cả đơn kiện tụng ngoài tòa, tôi buồn và không biết phải làm gì hơn. Dù vậy, tôi rất mong mọi thứ kết thúc để cha tôi ra đi được yên lòng. Mọi rắc rối được cho là xuất hiện sau đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cái tên Hồng Loan trở thành điểm gây xôn xao dư luận. Theo đó, thời điểm đám tang cố nghệ sĩ Vũ Linh diễn ra trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin con gái của cố nghệ sĩ xuất hiện. Đây là người con mà ông nhiều năm giấu kín, thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ những khán giả mến mộ ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Thời điểm đó, Hồng Phượng, cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh khẳng định, thật sự từ xưa đến giờ, thông tin này mọi người đều thắc mắc, nhưng các thành viên trong gia đình đều xem chị Hồng Loan như con ruột. Chị Loan, tên đầy đủ là Võ Thị Hồng Loan, lấy họ Võ của cậu tôi. Chị Loan được nhận nuôi từ khi mới vài ngày tuổi và đúng vào năm mẹ tôi đang mang thai được hơn 6 tháng nên tôi với chị Loan bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1987. Hồng Phượng cũng cho biết, dù là con nuôi nhưng Hồng Loan rất hiếu thảo, vô cùng thương cha. Chị Loan có mặt xuyên suốt, túc trực bên cậu trong bệnh viện. Cô cũng đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh nói thêm, họ không hề phân biệt chuyện con nuôi, con ruột, nhưng gia đình nói rõ để báo giới tránh đưa tin sai lệch như cậu tôi có con rơi chẳng hạn. Chúng tôi rất ngại vấn đề đó. Hồng Phượng và gia đình mong muốn truyền thông và công chúng không gọi chị Hồng Loan là con nuôi mà gọi là con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Sau đó không lâu, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ kiện tranh chấp chia di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, lần lượt là em gái, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thời điểm đó, trao đổi với báo Người Lao Động, người đại diện của bà Võ Thị Hồng Loan xác nhận đang chờ tòa án tiến hành các thủ tục tiếp theo sau khi thụ lý đơn kiện. Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn đề nghị tòa án hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bị đơn lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hiện đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Các di sản gồm nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức và một ô tô. Đồng thời, hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm và quyền sử dụng đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Nguyên đơn đồng thời yêu cầu tòa án chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông cho mình và ông Võ Thành Diêu, em trai của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ phần giá trị mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tiếp đó, bà Nhung yêu cầu tòa án tuyên hủy hồ sơ, tước quyền làm con nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của bị đơn Loan. Nguyên đơn cho rằng các giấy tờ này là giả mạo, cụ thể là các giấy tờ gồm giấy giao nhận việc nuôi con nuôi số 5, quyển số 1 và giấy khai sinh số 116 cùng do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Võ Thị Hồng Loan. Ngày 21 tháng 3 năm 1992, xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nên Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã chuyển hồ sơ vụ việc.
Thông tin mới nhất về vụ kiện tranh chấp này là ngày 14 tháng 6, Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết đã phân công thẩm phán Châu Thị Điệp giải quyết vụ kiện tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, em gái và con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vụ kiện từng được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận tiếp nhận. Vụ tranh chấp tài sản giữa Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ, khiến nhiều người yêu mến cố nghệ sĩ cảm thấy tiếc nuối và buồn lòng. Nhưng có lẽ sau tất cả, Hồng Loan mới là người đau lòng nhất. Cô cho biết luôn im lặng trước những đồn thổi vì là con nên việc chăm sóc lúc ba bệnh mà đem kể ồn ào thì coi không được chút nào. Nhưng Hồng Loan càng im lặng người ta lại càng xoáy vào việc cô bất hiếu, không chăm sóc cha. Cô không giấu được sự bức xúc khi đề cập đến Hồng Phượng, người đã lên tiếng ngay sau khi Vũ Linh qua đời rằng Hồng Loan chỉ là con nuôi của cố nghệ sĩ. Hồng Loan bức xúc: "Điều làm tôi bức xúc nhất là Hồng Phượng. Ngay lúc cha tôi vừa qua đời lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Phượng sinh sau tôi 4 tháng thì lấy đâu ra chuyện Phượng biết chuyện đó mà tôi không biết. Quan trọng nhất là cha tôi chưa từng đề cập đến vấn đề con nuôi, con ruột với bất kỳ ai trong gia đình. Điều đó làm tôi rất đau lòng." Điều khiến Hồng Loan buồn nhất là chuyện đời tư của cô và của cha mình bị bàn tán trên mạng xã hội. "Tôi là người không biết ăn nói nên không biết giải quyết thế nào. Chuyện gia đình có đẹp có xấu. Tôi nghĩ nếu gia đình không ưng nhau thì có thể nói cho nhau để khuyên bảo hay rút kinh nghiệm thay vì bêu xấu nhau. Cha tôi một đời thanh bạch, kín tiếng. Nếu biết chuyện đời tư của mình bị bàn tán như thế này, chắc ông buồn lắm. Nhất là khi ông cũng đã mất rồi. Tôi thấy buồn và cả xấu hổ vì không biết phải làm gì lúc này, chỉ mong mọi thứ khép lại." Bên cạnh đó, Hồng Loan phủ nhận chuyện không chăm sóc Vũ Linh lúc ông nhập viện. Cô nói bản thân luôn bên cạnh và đau lòng khi chứng kiến bệnh tình của ba. Thậm chí, khi sức khỏe của nam nghệ sĩ đã yếu, sợ ông mất trong bệnh viện, Hồng Loan còn ngỏ ý với nghệ sĩ Hồng Nhung đưa Vũ Linh về nhà. Hồng Loan tâm sự từ trước đến nay không muốn dính đến kiện tụng. Tuy nhiên, khi nhận tin nghệ sĩ Hồng Nhung kiện mình, cô cho biết sẽ theo hầu. Cô bày tỏ, "Tôi chỉ sợ ba buồn hoặc ảnh hưởng đến ba, còn mọi thứ tôi chịu được hết." Với những sự kiện xảy ra, Hồng Loan hy vọng mọi thứ sẽ sớm được giải quyết để cô và gia đình có thể trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục lo lắng hương khói cho cố nghệ sĩ Vũ Linh. Trải qua nhiều sóng gió và khó khăn, Hồng Loan vẫn kiên định với niềm tin vào sự chân thành và lòng hiếu thảo của mình đối với cha. Cô mong rằng công chúng và dư luận sẽ hiểu rõ hơn về câu chuyện của mình và không tiếp tục đồn thổi những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự của gia đình và sự yên nghỉ của cố nghệ sĩ. Hồng Loan đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức sau vụ tranh chấp tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Dù bị chỉ trích và công kích từ dư luận, cô vẫn kiên định và tiếp tục sống chân chính, bảo vệ danh dự và sự nghiệp của mình. Những trải nghiệm này không chỉ thử thách sự kiên nhẫn và lòng can đảm của Hồng Loan mà còn cho thấy cô là một người mạnh mẽ và quyết tâm vượt qua mọi sóng gió để bảo vệ giá trị mà cô luôn tin tưởng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.